Hàng thế nào rồi? Đã đặt 30 cái rồi. Đỗ Mai, nhân vật cấp cao trong tập đoàn tội phạm. Không đủ đâu. Thì tiếp tục cắt thôi. Trần Khôi, thủ lĩnh tập đoàn tội phạm. Giang Tuấn, thiếu chủ La Sát Cát. Đại ca, cô gái này không chịu tiếp khách. Còn cần tôi dạy các cậu à? Đồ ngu ngốc, đem những thứ này dọn sạch sẽ cho tôi. Treo lên cây bên ngoài. Dạ. Ai đó dám xâm vào địa bàn của Trần Khôi tôi? Không biết tôi hay không biết thanh kiếm này của tôi. Anh chính là người đã xử lý năm khu La Sát Hải Thị. Thiếu chủ La Sát Cát, cô cũng có mắt nhìn đấy. Các người là những người cuối cùng. Đem theo cây kiếm quen, tôi cũng muốn thử. Bái kiến thiếu chủ. Tất cả con tin trong khu đã được giải cứu. Lưu Ly, người bảo vệ của La Sát Các, xin chỉ thị tiếp theo. Lời hứa với sư phụ, 10 việc đã được thực hiện xong hết. Tôi có thể đi rồi. Các chủ nói, thiếu chủ bây giờ đã được tự do 7 năm rồi, cũng nên về Giang Châu xem sao. Lão già, nếu không phải ông lén cứu Giang Tuấn, thì bát tấn đồ của Giang gia đã là của Lục gia chúng tôi từ lâu rồi. Lục Thiếu Sơn, con trai của người giàu nhất Giang Châu. Thẩm Hùng, cha nuôi của Giang Tuấn. Ba, anh ta là Thẩm Ngọc Nguyên, con gái của Thẩm Hùng. Lục gia, tiêu diệt gia tộc Giang gia, cả Giang gia, chỉ còn lại cậu ấy. Nhưng mà ba cứu anh ấy cũng giống như đắc tội với Lục gia. Đó là gia tộc lớn nhất Giang Châu. Ba làm như vậy không phải đang gây rắc rối cho Thẩm gia sao? Ba và ba của Giang Tuấn, thân như anh em, ba không thể gặp nạn không cứu được. Với năng lực của Thẩm gia chúng ta, không thể nào bảo vệ được anh ta. Người này không thể ở lại Giang Châu. Cậu ấy đã trùng hợp hoang tán. Sau khi được giải độc, thì đưa cậu ấy ra khỏi Giang Châu. Con gái, ba đang nói gì thế? Con là con gái của ba đó, bảo con hy sinh cho anh ấy, sau này con làm sao lấy chồng đây? Con và Giang Tuấn từ nhỏ đã có định ước, giải độc cho cậu ấy là bổn phận con phải làm. Bọn giúp sinh các người chỉ vì một bức tranh mà đánh người, không sợ báo ứng sao? Báo ứng, cho dù có báo ứng cũng không rơi trúng đầu tôi. Thẩm Hùng, ông có biết là ai đã báo tin ông cứu Giang Tuấn cho Lục gia chúng tôi không? Là con. Ngọc Quyên, là con. Là con báo cho Lục gia ba cứu Tiểu Tuấn sao? Đúng vậy, là con. Tại sao con lại phản bội Tiểu Tuấn? Cậu ấy là hôn phu của con mà. Một người bị đuổi khỏi Giang Châu suốt 7 năm mà cũng xứng làm hôn phu của Thẩm Ngọc Quyên con sao? Đồ bất hiếu. Bớt cái bộ dạng từ bi vĩ đại đó đi. Thẩm gia chúng ta vì Giang gia ẩn núp suốt 7 năm rồi. 7 năm đó, những ngày tháng cơ cực này con chịu đựng đã quá đủ rồi. Nếu không có Giang gia, Thẩm gia chúng ta chỉ là ngư dân bình thường trên đảo đánh cá. Sao con có thể vong ân bội nghĩa được? Đủ rồi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Con khuyên ba nên nói cho Lục thiếu gia tin tức của Giang Tuấn. Chỉ cần như vậy, dự án ở trung tâm thành phố sẽ là của chúng ta. Đồ xúc sinh, không xứng làm con gái Thẩm gia. Thẩm Hùng, người không xứng làm con của Thẩm gia là ba đó. Ông nội đã ra lệnh đuổi ba ra khỏi Thẩm gia. Ba phải xuống suối vàng, Thẩm gia mới có thể thực sự kề bên Lục gia, đứng trên đỉnh quyền lực Giang Châu. Thẩm Hùng à, ba đừng trách con. Thẩm Ngọc Nguyên, cô điên rồi. Tôi còn chưa hỏi ra tung tích của Giang Tuấn. Tôi hiểu tính tình của Thẩm Hùng. Dù cho anh có làm gì ông ấy, ông ấy cũng sẽ không nói ra tung tích của Giang Tuấn. Cô đã hứa với bổn thiếu gia sẽ lấy được bát tuấn đồ,
cho bổn thiếu gia đấy. Miễn là Giang Tuấn còn sống thì tôi có tới 10.000 cách lôi anh ta ra. Ba nuôi, Ngọc Quyên, con quay về rồi. Ân tình của hai người con sẽ dùng cả đời để trả. Thiếu chủ, hôn thư của Thẩm Ngọc Quyên và quà cưới đã gửi đến Thẩm gia. Chỉ là xảy ra chuyện gì? Ba nuôi của anh, Thẩm Hùng, đã mất 7 ngày trước. Nói bậy, ba nuôi tôi chỉ mới đứng tuổi. Sao có thể? Mấy ngày trước, Lục gia viết được, năm đó là ngài Thẩm cứu anh, ép ông ấy nói ra tung tích của anh. Ngài Thẩm nhất quyết không nói ra, bị thương nặng mà qua đời. Lục gia, các người cũng to gan lắm. Kẻ tiết lộ thông tin, thuộc hạ đang điều tra, sẽ có kết quả ngay. Cho tôi địa chỉ, tôi đến thắp hương cho ba nuôi. Ba nuôi, linh đường này là thứ duy nhất con gái có thể làm cho ba. Cả đời này ba sống quang minh lỗi lạc. Thẩm Phương Như, con gái nuôi Thẩm Hùng, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng bây giờ ba mất, lại không có ai đến viếng ba. Trời không công bằng với ba. Giang Tuấn, Phương Như, sao chỉ có một mình em ở đây? Những người khác đâu? Tại sao linh đường lại để ở đây? Giang Tuấn, anh mau đi đi, rời khỏi Giang Châu, đừng để bọn họ tìm thấy anh. Hôm nay là thất thứ nhất của ba nuôi. Để anh thắp hương cho ba nuôi đã. Các người thật là to gan. Tự ý làm linh đường cho Thẩm Hùng. Chán sống rồi sao? Thẩm Ngọc Uyên cô muốn làm gì? Không thể lập linh đường. Đây là quy tắc truyền đời của Lục gia. Thẩm Phương Như, đừng tự cho là mình giỏi nữa. Không bán cô đi là đã quá cho cô mặt mũi rồi. Đây là linh đường của ba nuôi. Ông ấy còn là ba ruột của cô đó. Ăn nói vớ vẩn. Ông nội đã đuổi Thẩm Hùng ra khỏi Thẩm gia từ lâu rồi. Tôi và ông ta đã không còn liên quan gì nhau từ lâu rồi. Người đâu? Đập nát cái linh đường này cho tôi. Bức ảnh Trần Hùng trực tiếp đốt đi. Dừng tay hết cho tôi. Thẩm Ngọc Quyên, nếu như cô muốn làm to chuyện thì tôi không ngại làm bất cứ việc gì đâu. Đồ tiện nhân này cũng không nhìn lại mình xem có cái tư cách này hay không. Đừng nói là Lục gia, mà cho dù có là Thẩm gia đi nữa, cô đấu lại sao? Cô đúng là mất nhân tính mà. Không nhận người thân, cô nhất định sẽ bị báo ứng. Báo ứng sao? Cô nhìn xem, đây là cái gì? La Sát Cát. Các chủ La Sát Cát đã đích thân đến Giang Châu, chính thức đến Thẩm gia dạng hỏi để cưới Thẩm Ngọc Quyên tôi làm thiếu phu nhân. Đây có phải là báo ứng mà cô vừa nói không? Sao tôi lại không thấy giống lắm nhỉ? Thiếu chủ của La Sát Cát vậy mà lại muốn cưới cô sao? Thẩm gia chúng tôi có La Sát Cát chống lưng. Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng quá tự cao tự đại. Ba nuôi đã hết lòng hết dạ vì Thẩm gia, cô hãy để tôi tiễn ông ấy đoạn cuối cùng này đi. Đồ ngu muội này, chẳng lẽ cô không sợ La Sát Cát sao? La Sát Cát nhỏ bé kia trong mắt anh chả là cái thá gì cả. Giang Tuấn, Ngọc Quyên, anh trở về rồi. Sao anh lại trở về vào lúc này? Chẳng lẽ anh muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi và La Sát Cát sao? Một La Sát Cát nhỏ bé đối với em mà nói quan trọng như vậy sao? Giang Tuấn à, anh tỉnh táo chút đi. Anh đang nói cái gì vậy? La Sát Hải Thị, rồng rắn lang trạ, lá rụng sao xa, phân chia đen trắng. Thiếu chủ của La Sát Cát đã từng dựa vào sức của một mình mà cứu vãn tất cả cư dân ở La Sát Hải Thị. Đó là người mà ai cũng phải khom lưng kính trọng đó. Chỉ là hư danh thôi. Giang Tuấn à, anh mà có được 1/10.000 bản lĩnh của thiếu chủ thì cũng không đến mức bị đuổi khỏi Giang Châu rồi. Ngọc Quyên à, em sao vậy? Chẳng lẽ là Lục gia đã bắt ép em sao? Em yên tâm, anh đã trở về rồi. Anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới hoành tráng, khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh thế này là muốn cưới tôi sao? Không sai. Muốn cưới tôi thì phải có nghi thức đàng hoàng. Bây giờ anh hãy quỳ xuống cầu hôn tôi thì tôi có thể suy xét. Ngọc Quyên à, em có bằng lòng gả cho anh không? Mấy người thấy rồi chứ? Đồ chó nhà có tăng này vậy mà lại thực sự quỳ xuống cầu hôn tôi. Cũng không biết tự lượng xem sức mình đến đâu. Ngọc Quyên à, em không bằng lòng lấy anh sao? Nếu như là 7 năm trước, anh vẫn còn là đại thiếu gia của Giang gia, đương nhiên là tôi có thể xem xét lại. Nhưng mà bây giờ anh đã bị đuổi khỏi Giang Châu rồi, anh dựa vào cái gì mà muốn cưới tôi chứ? Giang thần à, nhìn thấy cái hôn thư này rồi chứ? Thiếu chủ của La Sát Cát muốn cưới tôi, Thẩm Ngọc Quyên, anh là cái thá gì chứ? Cũng xứng so sánh với thiếu chủ sao? Em bởi vì La Sát Cát nên mới từ chối anh sao? Với thân phận bây giờ của tôi, chỉ có thiếu chủ mới xứng đôi thôi. Ngọc Quyên à, em chưa bao giờ nghĩ tới tại sao thiếu chủ lại muốn cưới em sao? Đó là bởi vì, còn có thể vì cái gì nữa?
Đương nhiên là bởi vì tôi là đại tiểu thư của Thẩm gia. Giang Tuấn à, tôi khuyên anh nên biết điều hơn một chút. Tôi tùy ý chỉ tay cũng có thể khiến anh ngủ mà không có chỗ chôn thân đó. Tại sao? Tại sao em lại trở thành bộ dạng này rồi? Năm đó anh trúng phải thuốc mê tình, em vì giúp anh giải độc, dâng hiến bản thân cho anh. Mà tại sao em lại thành như thế này rồi? Anh là cái thá gì chứ? Loại chó nhà có tăng, bị đuổi khỏi Giang Châu như anh, đáng để cho Thẩm Ngọc Quyên tôi hạ mình để giải độc cho anh sao? Người giải độc cho anh năm đó không phải em sao? Giang Tuấn à, sao anh không tự tìm cái gương mà tự soi lại mình đi? Anh có chỗ nào đáng để tôi dâng mình cho anh chứ? Là ai? Năm đó là ai đã giúp tôi giải độc? Tò mò sao? Nói. Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi đi, thì tôi sẽ nói cho anh biết. Thẩm Ngọc Quyên, cô đừng quá đáng. Anh bảo tôi nói thì tôi phải nói sao? Chuyện này truyền ra thì mặt mũi Thẩm Ngọc Quyên tôi để ở đâu đây? Quỳ xuống van xin tôi đi. Nếu như tôi quỳ xuống cầu xin cô, thì cô sẽ nói với tôi sao? Anh cứ quỳ trước đã xem sao. Nếu như tâm trạng tôi đây tốt, biết đâu sẽ nói cho anh biết đó. Tốt nhất là cô nên nói được làm được. Không cần quỳ, tôi biết đó là ai. Người đã giúp anh giải độc năm đó chính là tôi. Một con chó nhà có tăng, một con tiện nhân. Hai người thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Năm đó cô ta vì để giải độc cho anh mà cô ta không hề do dự, leo lên trên giường của anh. Thẩm Phương Như, cô sẽ không cho rằng người mà cô cặp kè là một thiếu gia cao quý nào đó của Giang gia chứ? Cô đừng nói nữa. Tôi van xin cô đừng nói nữa mà. Thẩm Phương Như, sau khi kết thúc một đêm lãng mạn với Giang Tuấn thì đã mang thai đứa con của anh ta. Cô cho rằng cô sẽ dựa vào đứa con này mà trở thành phu nhân của Giang gia được sao? Nói cho cô biết nhé, Giang gia đã bị diệt môn rồi. Cô nhìn cái bộ dạng thất bại này của Giang Tuấn đi, cô vẫn còn hy vọng anh ta có thể bảo vệ cho cô sao? Phương Như đã mang thai đứa con của tôi sao? Đứa con gì chứ? Nghiệt xúc thôi. Cô, sao vậy? Tôi nói sai sao? Thứ mà hai kẻ thấp hèn mấy người đã sinh ra, không phải là nghiệt xúc thì là cái gì đây? Phương Như, những gì cô ta nói là thật sao? Chúng ta thực sự có một đứa con sao? Con bé tên là Thẩm Tiểu Trúc, là một cô bé. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Từ nhỏ em đã thích anh rồi. Nếu một ngày anh xảy ra chuyện, thì con bé chính là huyết mạch duy nhất của Giang gia các anh. Là anh không tốt, là anh có lỗi với em. Tin nhầm lời của Thẩm Ngọc Quyên, nếu như em bằng lòng, anh sẵn sàng dùng cả đời mình để bù đắp cho em. Phương Như à, em có bằng lòng lấy anh không? Sao em có thể không đồng ý chứ? Nhưng mà em không dám. Giang Tuấn à, tôi nói này, có cho anh 100 lá gan, anh cũng không dám cưới Thẩm Phương Như đâu. Người mà Giang Tuấn tôi muốn cưới, ai dám ngăn cản? Ai lại dám to gan như vậy? Dám cưới người mà ông đây nhìn trúng, Lục Thiếu Sơn. Hóa ra là cậu sao Giang Tuấn? Đồ chó mất chủ như cậu còn dám trở về Giang Châu sao? Cậu chán sống rồi sao? 7 năm trước tôi đã để cậu trốn thoát, hôm nay cậu sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lục Thiếu Sơn, anh làm cái gì vậy? Người đẹp à, tôi biết hôm nay cô không vui, nên tôi đặc biệt đến đây an ủi cô đó. Tính khí khá nóng này đó. Nhưng mà ông đây chính là thích loại phụ nữ nóng nảy như vậy đó. Vô liêm sỉ, tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa kia. Đợi đến khi cô làm người tình của ông đây, ông đây sẽ cho cô biết. Thẩm Phương Như, Lục Thiếu gia có thể nhìn chúng cô là đã cho cô mặt mũi rồi. Giả vờ thanh cao làm quái gì chứ? Làm người thứ ba của Lục Thiếu gia thì có gì không tốt chứ? Ít ra cũng có thể sống qua ngày. Cô là cái thá gì chứ? Tôi thà là ngủm cũng sẽ không làm người thứ ba cho cái loại người này. Thẩm Phương Như à, cô đã là tàn hoa bại liễu rồi. Đừng có không biết điều nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, cô không còn gì để thương lượng nữa đâu. Người đẹp à, tôi biết cô sẽ không ngoan ngoãn nhượng bộ. Cô nghe này, đây là cái gì? Tiểu Trúc, anh đã làm gì Tiểu Trúc rồi? Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với đứa con thấp hèn của cô. Bổn thiếu gia không thèm làm gì con bé đâu. Cô lo hành xử cho tốt, tôi đây nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng nơi ở cho con bé, cho con bé trở thành cái tên hàng đầu trong câu lạc bộ cao cấp. Tôi liều mạng với anh. Thẩm Phương Như, cho cô thể diện mà không biết giữ. Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ bán con bé vào nhà chứa ngay bây giờ.
một bé gái xinh xắn 6 tuổi. Chắc chắn sẽ có người thích. Không được, anh không thể làm thế. Vậy thì cô mau hầu hạ bổn thiếu gia đi. Tôi có thể cho cô đoàn tụ với gia đình của mình. Giang Tuấn, cậu là đồ chó hoang vô chủ. Tôi có cho cậu 100 lá gan. Cậu dám đụng vào tôi không? Cậu có tin bây giờ tôi gọi một cuộc điện thoại sẽ lấy mạng cậu không? Anh có thể gọi thử. Người đâu? Đập nát cái linh đường của Thẩm Hùng cho tôi. Không được. Tôi đồng ý bất cứ điều kiện gì. Xin anh hãy tha cho chúng tôi. Đây mới là thái độ cầu xin người khác. Người đâu? Dẫn người đẹp này đi cho tôi. Tối hôm nay tôi sẽ có một đêm tân hôn. Giang Tuấn, cậu là đồ chó hoang vô chủ. Tôi cho cậu 100 lá gan. Cậu thử đánh tôi xem. Anh bị điên rồi sao Giang Tuấn? Lục thiếu gia, anh không sao chứ? Cô thấy tôi có giống không sao không? Cô đừng có ở đây giả vờ nữa đi. Giang Tuấn, anh cũng to gan thật. Dám ra tay với Lục thiếu gia. Lục thiếu gia, anh không sao chứ? Hai tên vô dụng các cậu, mau chặt tay cậu ta cho tôi. Vô dụng, Lục thiếu sơn. 7 năm nay, không có ngày nào mà tôi không muốn tiêu diệt cả nhà cậu. Thẩm Phương Như, cô thấy rõ mà. Đứa con thấp hèn của cô và cậu ta đang nằm ở trong tay tôi. Rốt cuộc anh muốn như nào mới có thể tha cho bọn họ? Vậy thì phải để xem cô làm tốt đến đâu. Nếu như cô làm tốt thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Được, anh nói đi. Đầu tiên tát cậu ta 2 cái cho tôi, giúp tôi xả cơn giận này. Sao nào, cô không nỡ làm sao? Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại bảo cậu ta lấy mạng con bé vậy. Đừng mà. Tôi đánh. Giang Tuấn, xin lỗi anh. Là anh phải xin lỗi em. 7 năm nay anh nợ em. Người đẹp cũng thật là ngoan ngoãn. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp con gái của mình. Về việc thả con bé, tôi sẽ cân nhắc lại. Được, tôi đi với anh. Vậy còn không mau nhanh đi với bổn thiếu gia ra khỏi đây. Chờ một chút. Đợi em cứu Tiểu Trúc ra, em sẽ đem con bé rời khỏi Giang Châu, nuôi dạy con gái chúng ta thật tốt. Anh muốn em bỏ mạng ở đây sao? Đi. Thật là ngốc. Anh vốn không cần em. Liều mạng bảo vệ anh như thế. Lưu Ly, giúp tôi tìm tung tích con gái tôi. Nhanh đi. Giang Tuấn, chỉ còn có 2 chúng ta, anh còn giả làm anh hùng gì nữa? Chỉ vì anh cứ muốn giải cứu con bé đó. Anh tưởng mình là thiếu chủ của La Sát các sao? Liên quan gì đến cô? Không phải anh nghĩ rằng chỉ dựa vào Thẩm Phương Như có thể diện lớn như vậy là sẽ giải cứu được con gái anh ra đấy chứ? Thẩm Ngọc Quyên, tôi nể mặt ba nuôi của tôi, không làm khó cô. Nhưng mà cô im miệng lại cho tôi đi. Anh có thể làm gì tôi? Tôi là thiếu chủ phu nhân tương lai. Tôi nói thật với anh vậy. Cái mà khiến Lục thiếu sơn thích chỉ có khuôn mặt của Thẩm Phương Như thôi. Đợi anh ta chơi đủ rồi cũng sẽ đá cô ta đi thôi. Sao vậy? Lo lắng rồi hả? Giang Tuấn, đứng lại đó. Anh dám bước thêm một bước nữa, tôi sẽ lấy cái xác của lão già Thẩm Hùng đó đốt thành cho bụi. Xác của ba nuôi ở Thẩm gia các cô sao? Nếu không thì sao? Muốn lấy sao? Vậy thì anh phải nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc là muốn đi cứu con gái yêu của mình, hay là muốn có cái xác của lão già Thẩm Hùng kia? Cô muốn giở trò gì đây? Trong tay anh có phải đang giữ bát ấn đầu không? Mấy ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá do Thẩm gia chủ trì. Đến lúc đó
nhớ đem bát Tuấn Đầu ra đổi. Nếu không thì tôi thật sự sẽ khiến Thập Hùng hóa thành cho bụi. Nít danh này ở đâu ra thế? Lại ăn vụng đồ của tôi nữa. Thẩm Tiểu Trúc, con gái Thẩm Phương Như, đây là đồ ăn còn sót lại của vị khách trước. Mau đi chỗ khác đi, đứng lên, không được ăn. Không phải chỉ là thức ăn thừa sao? Có cần đến mức đó không? Cậu ở đâu ra vậy? Bữa ăn này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho con bé 100 tệ. 1.000 đây. Có tiền là được. Cút đi. Tiền cũng đã trả rồi. Chuyện cậu đánh trẻ con nên tính toán lại chứ nhỉ? Vậy cậu dám đánh tôi à? Mau lại đây, tát cậu ta 2 cái để chút giận đi. Cháu không dám. Mày mà dám sao? Cô bé à, đừng sợ, có chú ở đây, cháu cứ việc ra tay. Vậy chú đánh thay cháu. Anh dám động vào tôi sao? Anh Hạo ơi, có người gây sự này. Anh Hạo là kẻ nào dám gây sự? Lẽ nào không biết đây là địa bàn của Vương Hạo này sao? Vương Hạo? Anh Tuấn, sao lại là anh? Vương Hạo, là tôi đây anh Tuấn. Sao anh lại quay về vậy? Nhiều năm không gặp, tôi còn tưởng anh. Đồ cặn bã này, đây là đại ca của tôi đấy. Mau xin lỗi đi. Đại ca, cho tôi xin lỗi. Còn không mau đem đồ ăn lên cho đại ca của tôi. Sau này mà cậu còn dám bị thế hiếp người thì tôi sẽ tiễn cậu đi chầu ông bà đấy. Nào, chúng ta ngồi xuống đi. Đã nhiều năm không gặp, cậu sống cũng chẳng ra làm sao, lại đi thu nhận bọn ỷ thế hiếp người này làm đàn em của mình, cũng không còn cách nào. Sau khi Giang gia phá sản, cho dù là tôi thì cũng chỉ có thể sống trong con hẻm này thôi. Năm đó đi theo anh Tuấn, ngày tháng của các anh em tươi đẹp biết bao. Anh Tuấn à, đây là con gái anh sao? Bạn nhỏ à, cháu tên là gì? Lát nữa chú đưa cháu về nhà nhé. Cháu tên là Giang Tiểu Trúc. Giang Tiểu Trúc sao? Anh Tuấn không có tinh tế gì cả, người ta đã cùng họ với anh rồi, mà còn nói không phải con gái của anh nữa. Đúng là tôi có một đứa con gái, nhưng họ Thẩm không phải họ Giang. Tên của con bé đúng là có hơi giống với tên của con gái tôi. Thẩm? Đừng nói là Thẩm Ngọc Quyên nhé. Cô ta là cái thá gì? Sao có thể có con với anh được chứ? Chuyện liên quan đến Thẩm Ngọc Quyên, cậu biết được những gì? Anh Tuấn, anh không biết đâu. Những năm nay, Thẩm Ngọc Quyên đã không ít lần phản bội anh em chúng ta. Đa số các anh em đều bỏ mạng trong tay của Lục gia. May là tôi phước lớn mạng lớn, nếu không thì tôi cũng đã bỏ mạng trong tay Lục gia rồi. Ngược lại là ông Thẩm Hùng luôn che giấu giúp anh. Nhưng đáng tiếc là, cậu có muốn báo thù cho anh em không? Anh Tuấn, anh không được bốc đồng đâu đấy. Bây giờ Lục gia rất lớn mạnh, một mình anh đi chắc chắn là tự tìm đường cùng. Nếu như tôi muốn cậu đi nộp mạng với tôi thì sao? Cái mạng này của Vương Hạo là do anh cho mà, có gì mà tôi không dám nữa. Được rồi, có câu này của cậu, không uổng công chúng ta là anh em. Anh Tuấn nói gì vậy chứ? Chỉ cần một câu của anh thôi thì tôi cũng nguyện lên núi đau xuống biển lửa. Vương Hạo, những ngày này cậu đem theo cô bé, nhân tiện hỏi thăm gần đây xem rốt cuộc là con cái nhà ai đi. Chờ tôi xong việc sẽ quay lại đón con bé. Đừng nói là anh đến Lục ra nộp mạng đấy nhé. Yên tâm đi. Chú ơi, cháu đi với chú có được không? Cháu bé à, mặc dù nhìn chú thô lỗ, nhưng thật ra chú rất dịu dàng đấy. Cậu đủ rồi đấy. Đã lớn thế này rồi mà còn đi dọa con nít nữa. Anh Tuấn à, anh nghĩ là ai cũng đẹp trai giống như anh sao? Nhưng mà có một cô bé đi theo tôi cũng tốt, để tránh mấy thằng đàn em của anh đi tìm Lục gia để báo thù thật. Lát nữa chú sẽ đưa cháu đi tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà chú không biết chăm sóc em bé, chú sẽ tìm một chị gái xinh đẹp dịu dàng đến chăm sóc cháu, có được không? Lưu Ly, đến chỗ tôi đi, giúp tôi chăm sóc một đứa nhỏ. Cái gì mà hôi thế này? Loại người như này cũng được vào đây sao? Cũng không xem thử đây là nơi nào. Thưa anh không thể vào trong. Đây không phải là nơi để mua sắm sao? Sao lại không thể vào chứ? Ở đây đều là những cửa hàng sang trọng. Anh ra ngoài rồi rẽ phải, ở bên đó có cửa hàng phù hợp với anh hơn đấy. Anh nghĩ chúng tôi không mua nổi sao? Anh đưa một cô bé bẩn thỉu như thế này vào trong, làm rớt quần áo của chúng tôi, thì chúng tôi buôn bán kiểu gì nữa đây? Chú ơi,
quần áo ở đây đắt quá. Cháu không thể mặc những bộ quần áo đẹp như vậy. Hay là chúng ta đổi sang cửa hàng khác đi. Con gái của mình có khi nào cũng giống như con bé sống khổ cực bao nhiêu năm nay không? Cháu xinh đẹp như vậy, tất nhiên là cháu xứng đáng được mặc quần áo đẹp rồi. Hôm nay chúng ta sẽ mua quần áo ở đây. Tôi nói này, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Cứ muốn ép tôi nói ra mấy lời khó nghe. Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ mua quần áo ở đây, không đi đâu cả. Dựa vào anh sao? Cũng không xem thử đây là đâu. Một bộ quần áo lên tới 4 con số lận đấy. Làm gì vậy? Anh dám đánh tôi sao? Bảo vệ! Bảo vệ đâu? Có hai người đang gây sự ở đây này. Mau đuổi bọn họ ra cho tôi. Đừng đánh tôi. Cậu có biết đây là cửa hàng của ai không? Là tên cặn bã nào dám làm loạn ở cửa hàng của Lục gia chúng tôi? Lục thiếu gia, Lục thiếu gia ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Cái thứ không ra gì này dám gây sự ở đây đó. Lục thiếu gia, Lục thiếu sơn. Phim được dịch Thuyết Minh. Giang Tuấn, lại là cậu sao? Giang Tuấn, anh đúng là không biết điều gì cả. Lại mang theo một con nhỏ ăn xin đến địa bàn của Lục thiếu gia, làm cho Lục thiếu gia cảm thấy ghê tởm. Làm cái gì vậy? Chú ơi, cái con ăn mày dơ dãi này. Đây là bộ đồ mới của chị. Làm dơ rồi mày có đền nổi không? Thẩm Ngọc Uyên, cô đừng có quá đáng. Một con chó mất chủ, một con nhỏ ăn xin, các người cũng hợp thật đấy. Cô Thẩm biết anh ta sao? Cậu không biết anh ta sao? Cái tên này chính là con chó bị Lục thiếu gia đuổi khỏi Giang gia từ 7 năm trước. Giang Tuấn, thì ra là anh ta sao? Lục thiếu gia đã từng dặn dò Giang gia và những thứ thấp hèn không được vào đây. Không sao cả, cậu ta chẳng làm gì được đâu. Có biết đây là gì không? Đây là thứ mà tối qua ông đây và Thẩm Phương Như dùng lúc động phòng hoa trúc đấy. Nhưng mà hôm nay thứ đồ chơi này sẽ dùng trên người của cậu trước. Nhặt nó lên và đội nó lên đầu đi. Làm giống như một con chó và biến ra khỏi chỗ của tôi. Có khi lại tha mạng cho cậu được mấy ngày. Nhìn xem cái tên vô dụng này, cậu ta nhặt lên thật này. Tôi còn tưởng là cậu thật sự có bản lĩnh gì chứ. Đánh gãy một cây răng của cậu, cậu vẫn không chừa đúng không? Giang Tuấn, anh không biết sợ sao? 5 lần 7 lượt chọc giận Lục thiếu gia. Anh đừng quên rằng còn tiện nhân Thẩm Phương Như và nghiệp chướng của anh vẫn còn trong tay Lục thiếu gia đó. Anh đối xử với Lục thiếu gia như vậy, anh không sợ bọn họ sẽ mất mạng sao? Cô đánh giá cao hắn quá rồi. Thằng điên này, tôi cho cậu biết, hôm nay cậu gây chuyện lớn rồi đấy. Không phải tại tôi mà chuyện mới lớn thế này. Đây vốn dĩ đã là chuyện lớn rồi, có bản lĩnh thì đợi đấy cho tôi. Chú ơi, cháu sợ. Đừng sợ, có chú ở đây. Bọn họ bắt nạt người khác, mẹ cháu cũng bị bắt nạt. Lục thiếu sơn, người của cậu vậy thế gây sự, đánh cô bé này. Cậu bảo người của cậu quỳ xuống xin lỗi đi, tôi sẽ tha cho cậu. Cho dù tôi xin lỗi, nó dám nhận sao? Lúc trước cậu nói chuyện với con gái tôi cũng là cái giọng điệu này sao? Nó thấp kém y như cậu vậy. Bổn thiếu gia nói chuyện với nó là phúc phần của nó đấy. Xin lỗi là chuyện của cậu, nhận hay không là việc của con bé. Xin lỗi ngay. Mau lên. Giang Tuấn, tôi sẽ lấy mạng cậu, lấy mạng tôi. Cậu có bản lĩnh đó sao? Chó nhà có tăng.
để tình ba nuôi. Tôi không làm khó cô, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không đánh cô. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất cậu nên lấy mạng tôi. Nếu để tôi sống, tối nay tôi trở về, cái cô Thẩm Phương như đó chắc chắn sẽ phải nếm mùi. Còn đứa con của cậu bán vào nhà chứa, dập đầu xin lỗi. Còn cả ba nuôi của cậu, tôi nhất định phải nghiền nát xương cốt, xin lỗi ngay. Tôi còn tưởng rằng cậu tài giỏi thế nào. Nói chuyện đi. Tôi nói, tôi sẽ nói, tôi sai rồi. Đúng vậy, tôi sai rồi. Cô bé này, cháu chấp nhận lời xin lỗi này chứ? Chú ấy là người xấu, bắt nạt Tiểu Trúc và mẹ. Cái gì? Còn bắt nạt cháu và mẹ cháu sao? Vậy chú sẽ giúp cháu đánh hắn một trận, chút giận cho cháu, có được không? Không được. Tại sao chứ? Lúc trước, các bạn ở trường nói cháu là đồ con hoang không có ba. Cháu đánh bọn họ, nhưng mẹ nói đánh nhau là không tốt. Dù họ không tốt, nhưng cũng không được đánh người. Chỉ cần các bạn sửa sai, thì vẫn là đứa trẻ ngoan. Chú sẽ nghe lời cháu. Chú đây, cũng có một cô con gái, cũng lớn như cháu vậy. Nếu con bé có thể giống như cháu, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ, thì chú yên tâm rồi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim Mau xin lỗi tôi. Sau này không được bắt nạt tôi và mẹ nữa. Nói chuyện đi. Cầm điếc rồi hả? Tôi nói, đừng đánh tôi, chú sai rồi, chú không dám nữa. Xin lỗi mà. Cô bé à, hài lòng chưa? Đại ca ơi, bọn em đến rồi. Người của tôi đến rồi, thả đại ca tôi ra. Cậu kêu tôi thả thì tôi thả hả? Vậy trước mặt cô bé này, tôi giấu mặt vào đâu hả? Chặt tay cậu ta cho tôi. Các người động thủ thử xem. Còn manh động, tôi giẫm gãy cổ hắn. Sợ cái gì chứ hả? Cho cậu ta 100 lá gan, cậu ta cũng không dám ra tay. Vậy sao? Cô bé à, hôm nay chú đây dạy cho cháu một đạo lý. Đối với người như chú đây, có thể cho một cơ hội để bù đắp, nhưng đối với loại như Lục Thiếu Sơn thì không xứng đáng cho cơ hội. Phải đánh cho chừa một lần. Giang Tuấn, thả Lục Thiếu Sơn ra. Tại sao tôi phải nghe cô chứ? Anh không nghe tôi thử xem. Nhìn kỹ xem đây là cái gì. Thi thể của lão già Thẩm hôm đó vẫn còn ở Thẩm gia. Anh mà dám động vào Lục Thiếu Sơn, tôi sẽ băm xác của lão già Thẩm hôm đó đem cho chó ăn. Thẩm Ngọc Quyên, ông ấy là ba ruột của cô đấy. Ông ta là ba của ai chứ không phải của tôi. Ông ta vì con chó nương nhờ như anh bỏ ra 7 năm vô ích. 7 năm đấy, Thẩm gia chúng tôi đã xem như không có ông ấy rồi. Anh biết tính tôi mà. Tôi nói được, làm được. Giang Tuấn, tôi sẽ bắt cậu trả đủ món nợ hôm nay, để cho cậu biết kết cục của việc đắc tội Lục gia. Tôi mang người đến rồi. Tiếp theo đây, giao cho cô. Chú ơi, chú đi cùng cháu được không? Nhưng mà chú không thể mang theo trẻ con được. Chuyện chăm sóc trẻ nhỏ vẫn là phụ nữ làm sẽ tốt hơn. Ngoan nào, đi cùng chị nhé. Giang Tuấn, chẳng trách cậu dám về Giang Châu, còn dám đối đầu với tôi. Bám vai phú bà được rồi chứ gì. Cô gái này dáng người không tệ đấy, hợp khẩu vị của bổn thiếu gia lắm. Người đẹp à? Hay là tôi lấy mạng Giang Tuấn? Cô thì đi theo tôi, được không? Người đẹp, anh đẹp trai này chính là Lục thiếu gia của Lục gia, Lục Thiếu Sơn. So với tên vô ơn Giang Tuấn kia, có bản lĩnh hơn nhiều. Giang Tuấn à, tặng vợ của mình cho Lục thiếu gia. Thật nực cười.
Người đẹp không phải người vùng này sao? Không biết đến Lục gia của Giang Châu hả? Cũng đúng thôi. Tôi thấy cô cũng là người biết điều đấy. Không biết. Cô có biết La Sát Các không? Lục gia chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn với La Sát Các. Tôi tin là chẳng bao lâu nữa Lục gia chúng tôi sẽ là người đại diện La Sát Các ở Giang Châu. Anh đang nói La Sát Các sao? Không giấu gì người đẹp, thiếu chủ của La Sát Các bây giờ đang ở Giang Thành. Từ đây bất tài đại diện cho Lục gia đứng ra bàn chuyện hợp tác với La Sát Các. Nếu như người đẹp muốn mở mang tầm mắt thì tôi đây không ngại là một người trung gian đâu. Nhưng mà người đẹp à, Giang Tuấn cũng chỉ là một con chó mất chủ. Cô đá anh ta một phát là xong, sau đó kể vai sát cánh với Lục thiếu gia. Đến lúc đó chẳng phải là vừa có được việc làm ăn của La Sát Các và cả tình yêu sao? Cô không cần ngại đâu, chỉ cần hôn Lục thiếu gia một cái thôi là chuyện này coi như xong rồi. Người đẹp thấy thế nào? Hãy suy nghĩ đi. Người đẹp không nói gì có nghĩa là đã đồng ý rồi. Lục thiếu gia, anh có thể chủ động một chút không? Dù gì chúng ta cũng là những người có địa vị cao. Người đẹp còn đang ngại kia. Lục thiếu gia, sao Giang Tuấn và nhỏ ăn xin vẫn còn ở đây vậy? Hay là tôi đuổi hai kẻ này ra ngoài nhé. Giang Tuấn, cậu nhìn thấy chưa? Đây chính là khoảng cách giữa cậu và ông đây đấy. Hỗn xược, cô dám đánh ông đây? Cô nhất quyết muốn bảo vệ cho cái tên cặn bã Giang Tuấn này đúng không? Có tin ông đây xử luôn cả cô không? Sao thế, xem thường tôi đúng không? Ông đây quen biết người của La Sát Các đấy. Cái này không phải là anh biết về La Sát Các sao? Sao thế, ngay cả La Sát Lạnh cũng không nhận ra sao? La Sát Lạnh sao? Sao trước đây chưa từng nghe qua thứ này nhỉ? Cậu thì biết cái gì? La Sát Lạnh chỉ có lãnh đạo cấp cao của La Sát Các mới có mà thôi. Nhưng người phụ nữ này lai lịch bất minh, có khi cô ta là hàng giả đấy. Không thể nào. Lệnh bài của La Sát Các đều có ký hiệu riêng biệt. Vậy chẳng phải lúc nãy chúng ta đã... Chào cô, tôi là Thẩm Ngọc Nguyên của Thẩm gia ở Giang Châu. Là Thẩm Ngọc Nguyên mà trước đó La Sát Các đã đem sính lễ đến. Rất vui được gặp cô. Xin hỏi cô tên gì? Trước giờ Lục thiếu gia vẫn luôn coi trọng La Sát Các. Chuyện lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Chi bằng cô hãy nể tình mối quan hệ giữa tôi và thiếu chủ mà bỏ qua chuyện lần này đi nhé. Đúng, đúng đó. Là do tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Mong cô đừng so đo với tôi làm gì. Tôi đã cho anh đi chưa? Lại đây. Lúc nãy anh định làm gì với cô bé? Nói lại lần nữa cho tôi nghe xem. Tôi không biết cô bé là người của cô. Tôi chỉ đùa với cô bé chút thôi. Anh thấy tôi giống đang đùa không? Chị à, Lục thiếu gia là bạn của tôi. Chị có thể nể mặt tôi một chút không? Chị à, dù sao thì sau này tôi cũng là phu nhân của thiếu chủ các người đấy. Cô còn chưa được gả qua đâu đấy. Đừng có ra vẻ như mình là phu nhân của tôi thật. Đợi cô gả qua đi rồi dạy đời tôi sao? Tên họ Lục kia, nếu anh muốn rời đi thì cũng được. Quỳ xuống xin lỗi cô bé này thì tôi sẽ tha cho anh. Bà chị à, tôi cũng đã cúi đầu xin lỗi cái con nhóc này rồi. Nói thế nào thì tôi cũng là đại thiếu gia của Lục gia ở cái Giang Thành này mà. Xin lỗi mau, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Em gái à, anh ta xin lỗi em có thấy hài lòng không? Nếu không thì chị sẽ bảo anh ta cúi đầu xin lỗi thêm hai lần nữa. Chị ơi, chị thả chú ấy đi. Em không thích chú ấy đâu. Không nghe thấy em ấy bảo anh biến đi sao? Đừng ở đây khiến người ta trướng mắt nữa. Em gái à, kẻ xấu đã bị chị đuổi đi rồi. Em có thể đi với chị chưa? Chú ơi, ngoan nhé. Cháu về nhà với chị ấy trước. Chú là đàn ông, không mang theo em nhỏ được.
chú có còn đến tìm cháu không? Đợi chú có thời gian rảnh, chú sẽ đến chơi với cháu nhé, chú hứa đi. Em gái thật là dễ thương. Tôi luôn cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Con bé có quan hệ với La Sát Ác phải không? Sớm muộn gì, tôi cũng là phu nhân của thiếu chủ các người, làm quen trước đi. Sao vậy? Đợi sau này tôi trở thành phu nhân của thiếu chủ các người thì tất cả các người phải cúi đầu xin lỗi tôi. Rõ ràng cô ta biết mình là phu nhân tương lai, tại sao vẫn lạnh lùng với mình như vậy chứ? Lẽ nào con nhỏ ăn mày đó có quan hệ ruột thịt với thiếu chủ sao? Chẳng trách anh có đủ cái gan đưa con nhỏ ăn mày đó đến Lục gia để gây chuyện. Lẽ nào anh đã biết trước con nhỏ đó có quan hệ gì với thiếu chủ của La Sát Các rồi sao? Giang Tuấn, anh cười cái gì? Lẽ nào anh cũng giống như đám người của La Sát Các sao? Bọn chúng cười tôi thì cũng thôi đi, còn anh là cái thá gì mà cũng dám cười tôi chứ? Giang Tuấn, mau xin lỗi tôi đi. Anh có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi là có thể khiến thi thể của Thẩm Hùng tan thành tro luôn không? Nếu thi thể của ba nuôi tôi xảy ra chuyện gì thì cả cái Thẩm gia đều phải chôn cùng ông ấy. Đợi đến hôm đấu giá, tôi nhất định sẽ bắt anh cúi đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Anh đợi đó cho tôi. Ba, mẹ và những vị trưởng bối của Giang gia, những năm nay đã để mọi người phải chịu nhiều ấm ức rồi. Đợi con xử lý xong Lục gia, nhất định sẽ làm cho mọi người một lễ tang thật trang trọng, rửa sạch những ấm ức mà mọi người phải nhận. Khởi bẩm thiếu chủ, xảy ra chuyện rồi. Không lẽ Phương Như có chuyện gì rồi? Cô làm việc kiểu gì thế? Không cho người âm thầm bảo vệ cô ấy sao? Xin thiếu chủ cứ yên tâm. Phim được dịch, Thuyết cô Thẩm hiện đã an toàn rồi. Phim châu Á. Là Lục Thiếu Sơn, anh ta gửi tin đến, muốn anh đến Lục gia nhận tội. Nếu anh không đến, nói đi, nếu anh không đến, anh ta sẽ làm nhục cô Thẩm, rồi bán qua Đông Nam Á. Xem ra cậu ta đã không học được bài học ở cửa hàng lần trước, không biết tự lượng sức mình. Xung quanh biệt thự Lục gia hiện nay đều là người của La Sát Các. Cô Thẩm hiện rất an toàn, cho dù cậu ta không tìm tôi, tối nay tôi cũng sẽ đi tìm cậu ta. Anh Hạo à, anh Hạo, có chuyện gì? Đã tìm ra tung tích của anh Tuấn chưa? Đã tìm khắp nơi rồi, không tìm thấy. Mẹ nó, giờ làm sao đây? Cái tên Lục Thiếu Sơn đó rõ ràng là đã đặt sẵn bẫy để anh Tuấn rơi vào đó. Nếu anh ấy đi thật thì sẽ mất mạng. Tên khốn này, sao anh ta biết anh Tuấn đã quay về? Có phải cậu tiết lộ bí mật không? Anh Tuấn đã một tay kéo chúng ta lên, làm sao tôi có thể phản bội anh ấy? Đi, đi đâu chứ? Đến Lục gia, nhưng chúng ta chỉ có mấy người, sợ sao? Anh Tuấn đối với chúng ta ân trọng như núi, hôm nay có phải liều mạng cũng phải bảo vệ anh ấy. Gọi điện đi, gọi được ai thì gọi. Đi, biệt thự Lục gia. Ôi trời, sao không để cô ta mặc bộ đồ lót gợi cảm mà tôi mua hả? Ăn mặc vậy có chán không chứ? Ông đây sao còn hứng làm gì nữa? Lục thiếu gia, chị gái này cứ như người mất hồn vậy, khóc lóc nỉ non, có nói như nào cũng không nghe. Con tiện nhân này đã đến tận đây với ông rồi, lại còn giả vờ ngây thơ cái gì vậy? 7 năm trước cô đã bị Giang Tuấn chơi chán rồi mà. Rốt cuộc anh muốn như nào hả? Cô mau lên trên thay đồ cho tôi, nhìn cô như cá khô vậy. Ông đây còn dạo dực gì nổi? Đừng có quên, con gái cô còn đang nằm trong tay tôi đó. Tôi thay các anh em, những hình ảnh thú vị như vậy còn không mau quay phim lại cho tôi. Tôi muốn phải sắc nét không che. Cô tụng kinh hay gì mà lâu vậy? Lại nữa, cô khóc cái gì chứ? Cô càng phản kháng, tôi càng hưng phấn đó.
Anh muốn làm nhục tôi như nào cũng được. Tôi chỉ có một điều kiện. Tha cho Tiểu Trúc và Giang Tuấn. Cô Mâu kháng cự lại tôi đi. Đừng có giả vờ là một con cá khô nữa. Không kháng cự, phải không? Tôi sẽ cho cô biết một thông tin thú vị. Tôi đã cho người gửi tin. Bắt Giang Tuấn đến Lục Gia quỳ xuống xin tha. Nếu không đến, đến lúc đó, ông đây sẽ bán cô vào nhà chứa ở Đông Nam Á. Cô đoán xem con chó vô chủ Giang Tuấn có dám đến Lục Gia không? Lục Thiếu Sơn, anh là đồ khốn. Rõ ràng anh đã đồng ý với tôi sẽ tha cho Giang Tuấn. Tôi cho cậu ta sống thêm vài tiếng nữa đã là ơn đức rồi. Tôi liều mạng với anh. Có nhìn thấy không? Đừng manh động, Lục Thiếu Sơn. Tha cho Tiểu Trúc và Giang Tuấn mau. Nếu không tôi sẽ, tôi xin thề, tôi nhất định sẽ tha cho Giang Tuấn và Thẩm Tiểu Trúc. Cô bỏ dao xuống trước đi. Còn không mau lại giúp tôi. Con nhỏ hôi hám. Lục Thiếu Gia, tôi xin anh. Xin anh tha cho Tiểu Trúc và Giang Tuấn đi. Tôi chính là đại thiếu gia Lục Gia. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của tôi giấu vào đâu hả? Bổn thiếu gia cho cô biết, bây giờ thượng đế có đến cũng không cứu được cô. Nghe cho rõ đây. Thiếu gia, Thuyết Minh và Lồng Tiếng, cậu ta đến rồi. Quý vị, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây chính là đại thiếu gia Thẩm gia 7 năm trước, Giang Tuấn, Lục Thiếu Gia. Hôm nay là bữa tiệc thượng lưu của chúng ta. Anh cho con chó vô chủ đó đến đây, sẽ không phá hỏng cuộc vui của chúng ta chứ? Cậu ta cũng có mặt mũi đến đây. Chắc tưởng mình thật sự là đại thiếu gia của Giang gia 7 năm trước. Giang gia đã bị diệt môn từ lâu rồi. Đại thiếu gia Giang gia, anh ta cùng lắm cũng chỉ là một con chó của Thẩm gia chúng tôi mà thôi. Còn thật sự coi mình là người nữa? Lục Thiếu Sơn, Phương Như và Tiểu Trúc đâu? Cho cậu gặp bọn họ dễ dàng như vậy, không phải rất nhàm chán sao? Muốn gặp họ thì cũng được. Giờ cậu mau quỳ xuống cho tôi đi, rồi sủa như chó 2 lần. Nói không chừng tôi sẽ cho cậu gặp bọn họ. Chó vô chủ rủi như chó, thật là thú vị. Lục Thiếu Sơn, cậu bị gãy một cái răng, phải quỳ 2 lần, vẫn không nhớ đời sao? Giang Tuấn, bộ anh thật sự nghĩ mình là người của La Sát các sao? Anh cũng chỉ là một con chó vô chủ thôi. Cho anh quỳ ở đây là đã giữ mặt mũi cho anh lắm rồi. Giang Tuấn, cậu không quỳ phải không? Vậy thì không thể trách tôi được. Cậu thì có gì? Chỉ dựa vào lũ hạ đẳng các cậu sao? Còn thêm cái này nữa. Cậu Giang Tuấn, bây giờ cậu mà làm gì tôi, tôi sẽ lập tức ra lệnh cho họ bắn vỡ đầu Thẩm Phương Như. Cậu dám? Sao nào, cậu muốn lấy mạng của Thẩm Phương Như ra cửa không? Giang Tuấn, cậu mau quỳ xuống xin tôi đi. Trước khi cậu trầu trời, tôi sẽ cho cậu gặp Thẩm Phương Như. Thế nào hả? Xem ra con chó vô chủ như cậu thật không biết điều. Các cậu qua đó, bắt cậu ta quỳ xuống cho tôi. Giang Tuấn, cậu thật sự nghĩ ông đây không dám động đến Thẩm Phương Như, phải không? Người đâu, dẫn con nhỏ đó lên đây cho tôi. Phương Như. Giang Tuấn, Giang Tuấn à, mau đi đi. Lục Thiếu Sơn muốn lấy mạng của anh đó. Im miệng đi, đồ điên này. Giang Tuấn, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu có quỳ hay không? Nếu không ngày mai cả thành phố này, ai cũng thấy hình ảnh này của cô ta. Dừng tay. Tôi quỳ. Đừng. Giang Tuấn đừng mà. Giang Tuấn, anh đừng quỳ. Em thà mất mạng, em cũng không muốn để họ làm nhục anh.
Giang Tuấn, tôi tưởng anh có bản lĩnh lắm cơ chứ. Sao cũng vẫn phải quỳ trước Lục thiếu gia. Cũng chỉ là con chó mất chủ thôi. Bổn thiếu gia có cả 100 cách, làm cậu còn đau khổ hơn thế này. Phương Như, cái quỷ này anh có thể chịu được, nhưng em đã hại anh. Em không nên tin Lục Thiếu Sơn. Là em có lỗi với anh. Lục Thiếu Sơn, nếu cậu là đàn ông thì thả Phương Như ra, nhắm vào tôi đây này. Phim được dịch, thuyết nhắm vào cậu sao? Tôi chỉ đợi câu nói này của cậu. Người đâu, xử đẹp tên này cho tôi ngay. Đừng làm vậy mà, có người đẹp này ở trong tay tôi, xem cậu có dám đánh trả không. Giang Tuấn, anh đánh trả đi. Vẫn là Lục thiếu gia biết chơi. Còn tưởng chỉ là một bữa tiệc bình thường, không ngờ còn có một vở kịch hay như vậy. Dương tổng, tiếp sau đây còn thú vị hơn đây. Lục thiếu gia, tôi xin anh đừng đánh nữa. Anh muốn đánh thì đánh tôi đi, đừng làm hại Giang Tuấn nữa. Cái con khốn này, cô bây giờ còn có tư cách cầu xin tôi sao? Đây chính là kết cục của việc đắc tội Lục thiếu gia. Thẩm Phương Như, lẽ ra cô phải biết được sẽ có ngày hôm nay. Tiện nhân, tiếp theo là đến lượt cô đấy. Giang Tuấn, cậu có thấy vũng máu ngoài cửa không? Cậu không tò mò là máu của ai sao? Tôi đây còn có một người quen của cậu, lát nữa cậu sẽ gặp, chắc chắn cậu sẽ rất ngạc nhiên. Vương Hạo, Vương Hạo, Giang Tuấn, muốn biết xảy ra chuyện gì không? Cậu ta biết bổn thiếu gia gài bẫy cậu, cậu ta lại dẫn người đến tìm bổn thiếu gia liều mạng. Với chút công phu quèn của cậu ta thì có thể làm gì tôi. Nhưng người anh em này của cậu cũng khá là có nghĩa khí đấy. Tôi cũng có chút khâm phục lòng can đảm của cậu ta. Anh Tuấn, mau chạy đi. Giang Tuấn, cậu dám động đậy thử xem. Cậu dám động đậy? Lục thiếu gia, chờ một chút. Sao, không lẽ cô muốn thay bọn họ cầu xin? Với hai kẻ thấp hèn này, cũng đáng để Thẩm Ngọc Uyên tôi cầu xin sao? Tôi có một trò chơi thú vị hơn nữa, không biết anh có hứng thú không? Nói nghe xem. Tôi muốn xem Thẩm Phương Như có nỡ đâm Giang Tuấn một nhát không. Đương nhiên cô ta không nỡ, nhưng Thẩm Tiểu Trúc còn trong tay chúng ta. Anh nói xem, cô ấy cần con gái mình hơn hay là cần Giang Tuấn này hơn? Vẫn là cô biết chơi hơn. Cô không thấy sao? Mọi người đến đây đều rất thích thú. Thẩm Phương Như, tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc cô chọn con gái cô hay là chọn cái tên chó mất chủ Giang Tuấn này? Thẩm Phương Như, mau đâm một nhát cho bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia đây không đợi được nữa rồi. Lục thiếu gia, tôi cầu xin anh thả bọn tôi ra đi, tôi xin anh đấy. Cô có tin bây giờ tôi sẽ để họ xử lý con cô không? Cô Thẩm, cô không được như vậy. Đó là anh Tuấn. Cầm cái miệng của cậu lại. Vương Hạo, ông đây liều mạng với cậu. Giang Tuấn, lúc ở cửa hàng không phải cậu lợi hại lắm sao? Ông đây còn tưởng cậu là người của La Sát Các. La Sát Các đâu? Người cứu cậu đâu? Lục thiếu gia, một con chuột cống như anh ta làm sao có thể biết La Sát Các chứ? Chỉ là ăn may gặp chúng. Người thực sự quen biết với La Sát Các là tôi, Thẩm Ngọc Uyên. Đâm đi, cô đâm cho ông đây xem. Anh Tuấn, Giang Tuấn, sao anh ngốc thế? Em đâm anh một nhát, trong lòng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Thật thú vị. Bổn thiếu gia có chút khâm phục cái con chuột cống cậu rồi đó. Sắp đi tới nơi rồi, còn diễn tình yêu thắm thiết gì nữa chứ? Tưởng chúng tôi sẽ ngưỡng mộ hai người sao? Tôi và thiếu chủ La Sát Các mới là cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Hai người chỉ là con chuột cống mà thôi. Đợi cô Thẩm kết hôn với La Sát Các rồi,
nhất định đừng quên dẫn dắt chúng tôi đó. Đó là điều tất nhiên. Chúng ta là người cùng chung một hội, phải khác với những con chuột cống chứ. Đáng lẽ ra tôi định đợi tới buổi đấu giá mới để anh quỳ xuống xin tha thứ. Không ngờ Lục thiếu gia vừa ra tay thì anh đã chịu không nổi rồi. Đúng là đồ vô dụng. Giang Tuấn, không phải cậu lợi hại lắm sao? Bây giờ cậu bị thương nặng, cậu lấy gì mà đấu với tôi? Chỉ là vết thương nhỏ, đối với tôi không là gì cả. Cậu dám uy hiếp tôi sao? Thả Thẩm Phương Như và Vương Hạo ra. Em không đi đâu. Một mình anh ở lại đây em không yên tâm. Em phải ở lại với anh. Bọn chúng là một lũ cặn bã. Một mình anh ở lại đây không khác gì nộp mạng cả. Vương Hạo, đưa Thẩm Phương Như đi. Anh Tuấn, anh Tuấn để cô Thẩm đi trước đi. Tôi sẽ ở lại đây với anh. Cậu yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Tôi còn chưa được gặp con gái tôi nữa. Anh Tuấn à, Vương Hạo, đưa Thẩm Phương Như đi đi. Nếu Thẩm Phương Như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu. Giang Tuấn, hai kẻ đó đã đi rồi. Mau thả Lục thiếu gia ra. Lục Thiếu Sơn, tôi muốn gặp con gái tôi. Được, được thôi. Giang Tuấn, cậu giỏi lắm. Dám một mình ở lại đây. Nộp mạng. Nộp mạng sao? Cậu nói lại đi. Cậu đã khiến ông đây sôi máu lên rồi. Ông đây sẽ cho cậu biết mùi. Đừng nói nhiều nữa. Con gái tôi đâu? Giang Tuấn, là kẻ nào đã cho anh cái lá gan mà lại dám uy hiếp Lục thiếu gia vậy? Tôi nói cho anh biết, hôm nay lớn chuyện thật rồi. Đến ông trời cũng không cứu nổi anh đâu. Sao thế? Sợ rồi phải không? Tốt nhất là cô đừng lên tiếng nữa. Bây giờ tôi không muốn để ý đến cô đâu. Anh dám khinh thường tôi sao? Tôi chính là phu nhân tương lai của thiếu chủ đấy. Có liên quan gì đến tôi không? Giang Tuấn, tôi sẽ cho cậu xem một đoạn phim thú vị. Phương Như, Phương Như à, sao em lại quay lại đây? Em đến kịp rồi, anh không sao là tốt rồi. Không sao. Không sao cái gì? Bây giờ tôi sẽ lấy mạng cậu ta. Im miệng. Sao em lại ngốc như vậy? Là do em không tốt. Em làm chuyện này vì anh. Bây giờ chúng ta hòa rồi nhé. Đừng nói gì hết. Chúng ta còn phải ở bên nhau cả đời mà. Đi tìm con gái của em. Sống cho thật tốt. Anh Tuấn, em không thể nào cản được cô Thẩm. Cô ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô ấy vẫn còn an toàn, cậu hãy chăm sóc cho cô ấy. Mau, mau lên, mau ngăn hắn lại. Đại ca. Giang Tuấn, đừng làm hại tôi mà. Tôi có thể thả các người. Tôi có rất nhiều tiền. Muộn rồi. Cái này là trả cho con gái tôi. Cái này là trả cho người anh em Vương Hạo của tôi. Giang Tuấn, mau dừng tay. Đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Cái này là trả cho Phương Như. Còn cái này là trả cho ba mẹ tôi. Giang Tuấn, anh hại anh ấy rồi. Lấy mạng cậu ta sao? Bây giờ mà đi chầu ông bà thì nhẹ nhàng với cậu ta quá rồi. Tôi đã tránh xa tất cả chỗ hiểm của cậu ta. Tôi phải khiến cậu ta sống không bằng chết. Tôi biết ngay là anh không dám làm gì anh ấy. Nhưng anh đã khiến Lục thiếu gia bị thương rồi. Lục gia sẽ không tha cho anh đâu. Đợi mà đi chầu ông bà đi. Giang Tuấn, anh mà đưa Lục thiếu gia đi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Lẽ nào anh không sợ Lục gia sao? Lục gia thì là cái thá gì?
về nói với mấy người của Lục gia, nếu muốn Lục Thiếu Sơn sống thì 3 ngày sau là ngày giỗ của cả Giang gia, hãy mang theo tất cả những người đã hại Giang gia đến đó cúi đầu tạ tội với trên dưới Giang gia của tôi. Anh có được bình thường không vậy? Anh lấy ở đâu ra cái tư cách để thách thức Lục gia vậy? Nếu như bọn chúng không tin thì cái này chính là tín vật. Giang Tuấn, anh đứng lại cho tôi. Là cô muốn cản tôi hay là các người muốn cản tôi thì cũng phải xem các người có cái bản lĩnh đó hay không. Giang Tuấn, anh nghĩ rằng mình có chút địa vị là có thể coi trời bằng vung sao? Những người ở đây đều là những nhân vật máu mặt, chỉ cần bỏ chút tiền ra là có thể sửa đẹp anh rồi. La Sát Các có rất nhiều cao thủ, anh dám làm gì tôi sao? Thẩm Ngọc Nguyên, chỉ cần có tôi ở đây thì cả đời này cô cũng đừng mơ được gả vào La Sát Các. Dựa vào anh mà dám lên tiếng sao? Cứ đợi đó mà xem. Đi thôi. Cô Thẩm, bây giờ phải làm sao đây? Lớn chuyện thật rồi. Làm sao mà tôi biết được? Không phải Giang Tuấn đã nói như vậy sao? Vậy thì chúng ta đi nói với Lục gia đi, để tôi xem Giang Tuấn xử lý thế nào. Ông chủ Lục, cái con nghiệt trùng Thẩm Tiểu Trúc đó vẫn còn ở trong tay chúng ta. Cái tên Giang Tuấn đó không dám làm gì đâu. Cái thứ nghiệt chủng đó cũng giỏi lắm. Lục Hùng Sinh giống y như ba của nó. Bỏ trốn rồi? Bỏ trốn rồi sao? Chuyện này thì khó rồi đây. Sao chứ? Cô nghĩ rằng tôi sợ cái tên Giang Tuấn đó sao? Bây giờ tôi sẽ phái người đi bắt Thẩm Phương Như và Giang Tuấn đó về đây. Ông chủ Lục đừng kích động. Lần này Giang Tuấn trở về, không biết đã học võ thuật ở đâu, mà những cao thủ bình thường không thể nào đánh bại được anh ta. Chuyện này chúng ta phải nghĩ cách cho thật kỹ. Có chuyện đó thật sao? Tôi có một cách. Mời ông nói. Nhưng mà phải làm phiền cô Thẩm rồi. Tôi sao? Một cô gái như tôi thì có thể làm gì chứ? Tôi không làm được mấy chuyện đâm thuê chém mướn đâu. Không cần cô Thẩm ra mặt đâu, tôi lại nghĩ đến một người. Là ai vậy? Thiếu chủ của La Sát Các. La Sát Các có rất nhiều cao thủ, chẳng lẽ không làm gì được một tên Giang Tuấn sao? Nhưng chưa chắc là tôi có tiếng nói đến như vậy đâu. Cô Thẩm, cô là phu nhân thiếu chủ tương lai mà. Khoảng thời gian này có rất nhiều người muốn đến thăm thiếu chủ, nhưng thiếu chủ không đồng ý gặp ai cả. Chỉ sợ là không thử thì làm sao mà biết được. Nếu như việc thiếu chủ gặp cô Thẩm mà truyền ra bên ngoài thì cả cái Giang Thành này có kẻ nào không dám nể mặt của cô Thẩm nữa. Nếu như cô Thẩm có thể thuyết phục La Sát Các ra tay giúp đỡ thì sau khi xong chuyện thì tôi sẽ trọng thưởng thật hậu hĩnh. Được, tôi sẽ thử. Vết thương của Phương Như và Vương Hạo thế nào rồi? Vương Hạo vẫn tạm ổn, nhưng cô Thẩm, nói mau, cô Thẩm bị thương ở đâu? Mất máu quá nhiều, vẫn đang hôn mê. Thuộc hạ đã mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị rồi. Là tôi không bảo vệ tốt cô ấy. Có tung tích của con gái tôi chưa? Vẫn chưa tìm thấy tiểu thư ạ. Nhưng tiểu thư cũng không ở Lục gia, đã trốn thoát rồi. Cái gì? Trốn thoát rồi sao? Nhanh chóng tìm ra tung tích của con gái tôi. Khởi bẩm thiếu chủ, Thẩm Ngọc Nguyên cầu kiến. Cho cô ta vào đi. Sao thiếu chủ còn muốn gặp cô ta chứ? Mặc dù cô ta làm nhiều việc xấu, nhưng nói cho cùng cũng là con gái của ba nuôi tôi. Nếu có thể khiến cô ta hối cải cũng coi như là an ủi phần nào linh hồn của ba nuôi. Cô Lưu Ly, cô nghĩ tôi đến tìm thiếu chủ thế này có phải hơi đường đột không? Anh ấy không giống cô, anh ấy không tầm thường như cô. Cũng đúng thôi, tôi và cô Lưu Ly cũng không giống nhau. Tôi đây là thiếu chủ phu nhân tương lai mà. Cô Lưu Ly này, cô nghĩ lát nữa tôi gặp thiếu chủ nên gọi anh ấy là thiếu chủ hay nên gọi là vị hôn phu đây? Cô không cần thăm dò tôi. Thứ khiến La Sát Các chúng tôi tôn trọng không phải là thân phận hay địa vị, mà là năng lực cá nhân. Chưa nói đến việc cô còn chưa gả vào đây. Coi như cô đã là thiếu chủ phu nhân,
tôi nên đối xử với cô thế nào thì sẽ đối xử thế ấy, sẽ không thay đổi. Thiếu chủ đến. Gặp thiếu chủ còn không mau hành lễ. Thiếu chủ, chúng ta đã có hôn ước với nhau rồi. Những quy tắc cứng ngắc này. Hành lễ mau. Bái kiến thiếu chủ. Dáng người của thiếu chủ sao lại trông quen thế nhỉ? Cứ như đã gặp ở đâu rồi vậy. Cô tìm tôi có việc gì? Thiếu chủ, tôi được Lục gia Giang Châu nhờ vả, có việc cần nhờ đến là sát đắc. Là thế này, có một kẻ không biết tốt xấu, cậy bản thân có chút thực lực, cứ đến làm khó Lục gia. Người cô nói tên Giang Tuấn sao? Thiếu chủ, anh cũng biết người này sao? Người này đúng là vô cùng đáng ghét. Từ khi trở về Giang Châu, vẫn luôn nhân danh là sát đắc, tác oai tác quái khắp nơi. Ý của Lục gia là muốn mời La Sát Các ra tay trợ giúp. Cầm miệng. Cô nghĩ La Sát Các chúng tôi đều mù sao? Cô Lưu Ly, những gì tôi nói đều là thật. Lẽ nào cô quên mất hai ngày trước là ai ở bên cạnh Lục Thiếu Sơn cùng nhau bắt nạt cô bé đó? Là ai tác oai tác quái? Thiếu chủ, chẳng lẽ con bé đó và anh có quan hệ gì sao? Quả nhiên con bé đó liên quan đến La Sát Các. Chẳng trách tên Giang Tuấn kia dám làm lớn chuyện vì nó. Mình phải giải thích rõ với thiếu chủ, không thể để anh ta hiểu lầm. Cô Lưu Ly, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Tôi và Lục thiếu gia cũng không biết cô bé đó là người của thiếu chủ đây. Đều tại tên Giang Tuấn đó, là anh ta cố ý dẫn cô bé đó đến chỗ của Lục gia gây sự. Cô Thẩm, cô cũng biết cách đổ tội thật đấy. Lúc cô với Lục Thiếu Sơn luôn miệng mắng đồ ăn xin, cũng là do người khác khiêu khích sao? Thiếu chủ, tên Giang Tuấn đó lòng dạ xấu xa, anh bắt anh ta đến đây hỏi là biết ngay. Tôi sẵn sàng ba mặt một lời với anh ta. Tôi nguyện dùng tính mạng của mình đảm bảo cho Lục thiếu gia và Lục gia. Cô Thẩm, theo tôi được biết, trước đây cô và Giang Tuấn có hôn ước. Tại sao nghe cô nói có vẻ cô rất ghét anh ta vậy? Thiếu chủ, tôi và tên Giang Tuấn đó chẳng có quan hệ gì cả. Tất cả mọi chuyện đều là do lão già Thẩm hôm đó tự quyết định. Ông nội tôi đã đuổi ông ta ra khỏi Thẩm gia, giữ thanh danh cho Thẩm gia. Thiếu chủ, trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi. Cô Thẩm này, có một câu nói không biết cô từng nghe chưa? Mời thiếu chủ nói ạ. Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Cô Thẩm, cô hiểu ý câu nói này chứ? Thiếu chủ, anh vẫn không tin tôi đúng không? Hay là anh đưa cô bé ấy đến đây, tôi sẽ tạ tội với cô bé. Cô Thẩm, nếu cô bé đó không phải là người của La Sát Các, cô sẽ chịu ngoan ngoãn xin lỗi thế này sao? Cô Lưu Ly, thiếu chủ, Thẩm Ngọc Quyên tôi không phải là loại người xấu xa như thế. Nếu hai người không tin, bất quá thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây. Cô Thẩm, cô muốn quỳ ở đây thật sao? Thiếu chủ, tốt xấu gì chúng ta cũng có hồ ước. Anh thật sự muốn để tôi quỳ ở đây xin lỗi người khác sao? Việc mà cô làm sai thì cô phải tự gánh vác hậu quả. Cô cứ quỳ ở đây 2 tiếng đi, coi như xin lỗi người mà cô đã đắc tội. Thẩm Ngọc Quyên, nhắc nhở cô một câu, Lục gia cũng không tốt lành gì đâu. Sau này tránh xa họ ra một chút. Tôi chỉ nói vậy, nghe hay không là tùy cô. Còn muốn giải thích? Còn giải thích gì nữa? Chẳng lẽ muốn La Sát Các ra mặt đối phó với thiếu chủ sao? Nói cả buổi trời, cô ta không mệt tôi cũng mệt. Nếu đã quỳ đủ 2 tiếng rồi thì cứ để cô ta đi đi, thiếu chủ. Nhưng chuyện mà cô ta đã làm, quỳ 2 tiếng là quá hời rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn giữ cô ta lại qua đêm sao? Vậy thuộc hạ sẽ bảo cô ta lập tức cút về. Chờ một chút, nói với cô ta La Sát Các sẽ ra tay. Ngoài ra đừng nói thêm gì cả. Vâng ạ. Thiếu chủ, xin anh hãy ra gặp tôi lần nữa đi. 2 tiếng đã hết rồi. Cô đi được rồi. Đi sao? Cứ thế mà đi ư? Sao nào? Còn muốn ở đây rước nhục vào thân à?
Cô Lưu Ly, cô cho tôi gặp thiếu chủ lần nữa đi. Anh ấy hiểu lầm tôi rồi. Cô bảo anh ấy nghe tôi giải thích đi. Thiếu chủ bảo tôi chuyển lời rằng La Sát Các sẽ ra tay. Cô hài lòng rồi chứ? Thật sao? Được rồi, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay thiếu chủ sẽ tin tưởng tôi mà. Cô Lưu Ly, cô giúp tôi nói với thiếu chủ một câu. Cứ nói tôi và Lục Gia mãi mãi ghi nhớ đại ân đại đức của thiếu chủ. Giang Tuấn, anh làm gì ở đây? Giang Tuấn, sao anh lại ở đây? Tôi biết rồi. Anh đến để nói xấu tôi với thiếu chủ chứ gì? Có đúng không? Anh đứng lại cho tôi. Chính là anh đã nói xấu tôi với thiếu chủ, nên anh ấy mới phạt tôi quỳ 2 giờ liền. Anh thật vô liêm sỉ mà. Thẩm Ngọc Quyên, nhìn cô như thế này chỉ khiến tôi cảm thấy cô thật đáng thương. Sao anh lại nghĩ tôi đáng thương? Tôi là phu nhân tương lai của thiếu chủ. Anh chỉ là con chó mất chủ. Anh dựa vào đâu mà thấy tôi đáng thương? Loại người như cô mà xứng với La Sát Các sao? Đừng nghĩ anh ở trước mặt thiếu chủ nói xấu tôi được vài câu thì có thể làm như vậy với tôi. Anh đánh bại được thiếu chủ sao? Anh đánh bại được La Sát Các sao? Tôi sắp trở thành phu nhân tương lai của thiếu chủ rồi. Chỉ cần tôi giải thích rõ ràng, thiếu chủ vẫn sẽ kết hôn với tôi thôi. Cô thật bướng bỉnh. Giang Tuấn, anh đợi đó cho tôi. Giang Tuấn, cậu đừng có quá đáng. Chờ ba tôi đến, sẽ cho cậu biết tay. Quỳ xuống. Giang Tuấn, tôi là người của Lục Gia ở Giang Châu này đấy. Tôi bảo cậu quỳ xuống lại đi. Tôi không muốn nói lại lần nữa đâu. Tôi lại mà. Bảo cậu dừng lại sao? Lại tiếp đi. Giang Tuấn, cậu đừng có quá đáng. Tôi lại mà. Cúi đầu nhận lỗi đi. Giang Tuấn, ba cứu con. Cứu con với. Thả con trai tôi ra. Lục Hùng Sinh, cứu con. Cứu con đi ba. Lục Hùng Sinh, thả con trai tôi ra. Lục Hùng Sinh, ông tiến thêm một bước nữa thì bước tiếp theo tôi sẽ đạp gãy cổ của Lục Thiếu Sơn. Giang Tuấn, tôi sẽ băm cậu thành trăm nghìn mảnh. Dựa vào ông sao? Giang Tuấn, con gái cậu nằm ở trong tay Lục Gia tôi. Cậu thả con trai tôi ra thì tôi có thể thả con gái cậu ra. Thật không? Tôi còn chưa được gặp con gái tôi nữa. Vậy thì kính mời ông chủ Lục dẫn con gái tôi đến đây. Thế nào hả? Cậu Lục Hùng Sinh, ông không nỡ dẫn con bé đến đây, hay là không thể dẫn đến? Ông dám lấy con gái tôi ra đe dọa tôi? Ông nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Cậu thừa biết tôi không giữ Thẩm Tiểu Trúc. Vậy cậu muốn thế nào mới chịu thả con trai tôi ra? Tôi muốn ông quỳ xuống dập đầu xin lỗi cả nhà họ Giang cho tôi. Quỳ xuống? Không thể nào. Cậu đừng có quá đáng. Quá đáng sao? Năm đó Lục Gia các ông để có được bát tuấn đầu của Giang gia chúng tôi mà không ngần ngại lấy mạng cả nhà họ Giang. Thủ đoạn này của tôi nếu so với Lục Gia các ông thì đã là gì chứ? Có quỷ hay không hả? Ba, cứu con. Cho cậu ta biết tay đi. Nếu cậu không thả con trai tôi ra thì cả đời này cũng đừng hòng biết được những lời trăng trối lúc ra đi của ba mẹ cậu. Nói, thả con trai tôi ra. Tôi sẽ tự khắc nói với cậu những lời cuối cùng của ba mẹ cậu. Tốt nhất ông đừng có gạt tôi. Tiểu Tuấn, chạy đi. Bây giờ thì cậu tin chưa? Ba, cậu ta đã hành hạ con trai ba nãy giờ. Ba mau cho cậu ta biết tay đi.
con muốn cậu ta sống không được yên thân. Người đâu, bắt con chó mất chủ này lại cho tôi. Ông chủ Lục, ông nên đưa điện thoại cho tôi đi chứ. Sao lại nói không giữ lời rồi? Tôi nói không giữ lời đấy, thì làm sao? Vậy thì tôi chỉ có thể tự lấy thôi. Tiểu Tuấn, chạy đi. Chỉ có bốn tự thôi. Cái lão già đó, lúc đó cũng gần đất xa trời rồi. Còn có thể nói được bốn từ này là đã hay lắm rồi. Vốn không hề có lời trăng trối nào cả. Lục Hùng Sinh, ông chơi tôi. Tôi chơi cậu đó thì sao nào? Giang Tuấn, cậu giống y như ba cậu vậy. Kẻ nào cũng có vấn đề ở đây hết. Năm đó, tôi lừa ba cậu rằng đã bắt cóc cậu. Muốn ông ta đừng chống cự nữa. Vậy mà ông ta cũng tin. Nếu không thì, muốn đối phó với ba cậu thật sự khá mất sức đó. Đúng là tình ba con mà. Ông, phim được dịch Thuyết Minh. Sao vậy? Tức giận rồi à? Muốn lấy mạng tôi sao? Ba của cậu tuy đầu óc không tốt, nhưng lại rất cứng miệng đó. Tôi đã dùng hết tất cả mọi cách bắt ông ta nói ra tung tích của bác Tuấn Đồ, nhưng ông ta nhất quyết không nói. Cậu có muốn biết tôi đã tra khảo ba cậu như nào không? Tôi biết ngay cậu sẽ không muốn biết mà. Nhưng tôi vẫn cứ muốn nói. Tôi đã dùng hết những cực hình: dây roi, que hàn, nước ớt, ghế hùng. Cảnh tượng đó thật sự rất thú vị, rất đáng xem. Nhưng người ba không đáng sống của cậu lại chỉ nói đúng một câu. Để tôi nghĩ xem, nó là gì nhỉ? Đúng rồi, Giang Tuấn, chạy đi. Thật đáng tiếc, chưa được bao lâu, ông ta liền đi trầu trời mất. Sao vậy? Tức giận rồi sao? Muốn lấy mạng tôi à? Lục Hùng Sinh, ông vẫn chưa quỳ trước linh cữu ba mẹ tôi, dập đầu chuộc tội. Tôi không lấy mạng ông, nhưng tôi sẽ khiến cho ông sống cũng không yên thân đâu. Giang Tuấn, cậu dựa vào cái gì vậy? Dựa vào mấy cái võ mèo ba chân của cậu hả? Hay là dựa vào khuôn mặt này của cậu để đi làm trai bao? Nói cho cậu biết, tôi là anh cả của Lục gia ở Giang Châu. Lục gia chúng tôi là gia tộc đứng đầu Giang Châu. Tôi chỉ cần bỏ một ít tiền tiêu vặt là có thể lấy được cái mạng quen của cậu. Nói cho cậu biết, giờ cậu mau ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi cho tôi đi. Tôi còn có thể tha cho cậu vài ngày. Nếu không, Thẩm Phương Như của cậu và cả thứ nghiện chủng của hai người nữa, tôi sẽ không tha cho một ai cả. Lục gia ở Giang Châu đúng là ăn to nói lớn thật. Gió đã nổi lên, Lục gia cũng nên phá sản rồi. Tên này não bị hỏng rồi đúng không? Cậu ta muốn Lục gia chúng ta phá sản. Làm đi, Giang Tuấn. Ở đây cũng không có ai, cậu giả vờ làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu bất động sản Giang Châu? Cậu nói cái gì? Tài chính Giang Châu, công nghệ Giang Châu, công nghiệp Giang Châu, tiếng tăm của Lục gia cũng lớn thật. Mỗi một công ty đều được lấy tên là Giang Châu. Những công ty này sau này sẽ không còn tồn tại nữa. Lục gia tôi quyền cao chức trọng. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu đang hù dọa ai đấy hả? Còn những chuyện bẩn thỉu đằng sau những công ty này thì sao? 7 năm trước, ông vì bác Tuấn Đồ tiêu diệt cả Giang gia chúng tôi. 5 năm trước, ông ám sát đại vương Thủy Tinh Giang Châu.
còn nuốt cả ngành công nghiệp của ông ấy. 3 năm trước, ông ám sát ông trùm tài phiệt Giang Châu. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại phim rồi độc ác nuốt chửng cả công ty của ông ấy. Cái gì gia tộc lớn nhất Giang Châu chứ? Cũng chỉ là một bọn cướp thôi. Không biết những cái này, tôi làm sao cho Lục gia phá sản nhỉ? Những cái này, làm sao mà cậu biết được hả? Sợ gì mà không nghe? Chuyện gì nói đi. Sếp, công ty tôi phụ trách đã bị niêm phong rồi, của tôi cũng vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ, làm sao có thể là Giang Tuấn làm chứ? Giải quyết cậu ta đi, để ba tôi về xử lý đại cuộc. Giang Tuấn, cậu không biết ba tôi có địa vị thế nào ở Giang Châu đúng không? Chỉ cần ba tôi mở miệng, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Cậu hỏi ba cậu xem, ông ấy còn có thể trở về xử lý đại cuộc không? Chuyện gì nói đi. Sếp, những chuyện lớn chúng ta làm đều bị tố cáo rồi. Tất cả tài sản của Lục gia đều bị niêm phong. Giờ không đi thì không kịp nữa rồi. Đều là do cậu làm sao? Đây là những gì ông đáng phải chịu. Chúng ta đi. Đi sao? Bà, đừng để cái tên Giang Tuấn này lừa. Cậu ta có bản lĩnh gì mà có thể đụng tới Lục gia chúng ta chứ? Còn biết cái gì chứ? Còn không đi nữa thì không kịp đó. Lục Hùng Sinh, tôi vẫn còn ở đây. Ông đi được sao? Ông còn chưa quỳ xuống nhận tội với những người Giang gia đã mất. Ông đi được chắc? Giang gia, những kẻ vô dụng bị tôi tiêu diệt cũng xứng để tôi quỳ xuống sao? Nằm mơ đi. Xem ra Lục gia phá sản vẫn không đủ để lại một bài học cho ông. Giang Tuấn, tôi biết cậu đánh rất giỏi, nhưng cậu có đánh lại những người chúng tôi không chứ? Người đâu? Đến giữ Giang Tuấn lại cho tôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau động thủ đi chứ. Ông chủ Lục, ông xem thanh toán tiền cho chúng tôi trước đi đã. Lục Hùng Sinh tôi có thể thiếu mấy đồng bạc của các người sao? Đó là trước đây. Ông là ông chủ của Lục gia, nhưng bây giờ thì khác xưa rồi. Phim được dịch quyết cậu khinh thường tôi tại phim châu Á. Ông chủ Lục, hôm nay ông không trả tiền thì đừng hòng đi đâu cả. Ác giả ác báo. Xem ra hôm nay không cần tôi, Lục Hùng Sinh ông cũng chạy không thoát được đâu. Ông không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Giang Tuấn, chỉ dựa vào vài kẻ ngốc như cậu mà muốn giam giữ tôi sao? Lục Hùng Sinh, nói cho cậu biết, cô Thẩm đã mời La Sát Cát đến giúp tôi rồi. Đến lúc đó, mấy người chờ bị xử lý đi. Thấy chưa? La Sát Cát đến rồi. Lũ con nít danh các người tưởng là có thể bắt nạt được Lục gia sao? Đợi La Sát Cát đến rồi, tôi bảo La Sát Cát xử lý hết các người. Tôi là Lục Thiếu Sơn của Lục gia, không biết cô còn nhớ tôi không? Lần trước chuyện ở cửa hàng của Lục gia chỉ là hiểu lầm thôi. Chắc hẳn Ngọc Quyên đã giải thích rõ ràng cho cô và thiếu chủ cả rồi đúng không? Tôi giới thiệu cho cô một chút. Đây là ba tôi, là người đứng đầu Lục gia chúng tôi, Lục Hùng Sinh. Ba, đây là người lần trước con có nhắc qua với ba, người của La Sát Cát. Được quen biết với ông chủ Lục, tôi không cảm thấy vinh dự lắm. Chuyện lần trước Tiếu Sơn đã có nói với tôi rồi. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tất cả đều là do cái tên Giang Tuấn đó. Cậu ta đã lấy tên của La Sát Cát, làm sằng làm bậy ở Giang Châu, chia rẽ mối quan hệ của chúng ta. Thiếu chủ đâu rồi? Cậu ấy đến chưa? Mau để thiếu chủ đem cái tên cả gan làm loạn này bắt đi đi. Hỗn sự. Vị này là ba của tôi. Cô có phải đánh nhầm người rồi không? Cậu là cái thá gì mà dám nghi ngờ tôi? Cô Thẩm chưa giải thích rõ cho cô sao? Chuyện lần trước đều là hiểu lầm. Chúng tôi sẵn lòng đến nhận tội với La Sát Cát, không phải muốn làm kẻ thù với La Sát Cát. Thẩm Ngọc Quyên, cô ta lớn lắm sao? Cô Thẩm không phải nói La Sát Cát đồng ý đến giúp chúng tôi sao? La Sát Cát tôi làm việc, từ khi nào lại cần giải thích cho cậu vậy? Cô này, Ngọc Quyên, là vợ tương lai của thiếu chủ.
phim được dịch, tương lai sẽ gả cho thiếu chủ. Tại phim châu Á, cô không tôn trọng cô ấy như vậy. Sau này không sợ thiếu chủ sẽ trách tội sao? To gan. Cho dù Ngọc Nguyên có ở đây thì đã làm sao? Thiếu chủ đâu? Bảo cậu ấy ra gặp tôi. Cô đang làm trái ý cậu ấy. Xem cô ăn nói với cậu ấy ra làm sao. Đồ có mắt như mù. Thiếu chủ anh ấy từ sớm đã ở đây. Hơn nữa, anh ấy biết mọi việc các người làm. Cái gì? Cô có ý gì? Tránh ra. Bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Cô nói cậu ấy là thiếu chủ của La Sát Cát. Không thể nào. Cậu ấy không thể là thiếu chủ của La Sát Cát. Chắc chắn là cậu ấy đang lừa tôi. Chắc chắn là kẻ lừa đảo. La Sát Cát cái quái gì chứ? Cô là diễn viên mà Giang Tuấn mời đến. Đến đây đánh lừa tôi. Ông đây liều mạng với cô. Ba, đừng làm vậy. Còn tận mắt nhìn thấy cô ấy lấy ra La Sát Lạnh của La Sát Cát. Cô ấy không phải giả đâu. Giang Tuấn là thiếu chủ của La Sát Cát. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Thiếu chủ, năm đó là Lục Hùng Sinh khư khư cố chấp hại Giang gia. Thật sự không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi nguyện cúi đầu chuộc lỗi với Giang gia. Xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Tôi thề kiếp sau tôi nhất định sẽ ăn chay niệm Phật để chuộc tội. Kéo tất cả những kẻ này đi cho tôi. Thiếu chủ, bây giờ mới biết quỳ sao? Muộn rồi. Tôi muốn dùng một tin tức đổi lấy mạng của ba con chúng tôi. Xin hãy tha mạng. Làm ơn đi mà. Bây giờ mà cậu còn có tư cách để ra điều kiện với tôi sao? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Thiếu chủ, tôi có một tin tức. Chắc chắn là anh sẽ rất quan tâm. Mong anh cho tôi cơ hội. Nói. Thiếu chủ, mong anh tha cho tôi và ba của tôi. Còn nói thêm một câu thừa thãi nào nữa thì tôi sẽ lấy mạng của cậu và Lục Hùng Sinh đấy. Tôi nói mà. Khi đó Thẩm Hùng, ông Thẩm không phải là do Lục gia tôi hại, mà chính Thẩm Ngọc Nguyên là người đã đẩy ông ấy xuống. Tốt nhất là cậu nói thật. Tôi nói thật mà. Chắc chắn là thật. Tôi không dám nói dối anh đâu. Có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Mỗi câu tôi nói đều là sự thật. Cậu có bằng chứng gì không? Tôi không có bằng chứng gì cả. Nhưng mà có máy quay an ninh, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối gì đó. Hôm đó Thẩm Ngọc Nguyên đã lên sân thượng cùng với chúng tôi. Thiếu chủ, tôi đã nói cho anh biết. Tin tức quan trọng như vậy rồi. Sau này Lục gia chúng tôi sẽ nghe theo La Sát Cát. Thẩm Lặng cống hiến cho La Sát Cát. Im miệng đi. Thiếu chủ, giải quyết người của Lục gia thế nào đây? Lục thiếu gia, bây giờ tôi cho cậu một sự lựa chọn. Năm đó Giang gia chỉ còn có một người sống, thì bây giờ Lục gia cũng chỉ có một người được sống. Cậu và Lục Hùng Sinh, hãy chọn ra một người canh giữ phần mộ cho những người ra đi oan ức của Giang gia đi. Thiếu chủ, tôi xin anh. Xin anh tha cho chúng tôi. Tôi cúi đầu xin lỗi anh mà. Tôi đã cho cậu lựa chọn rồi. Nhưng mà ba của tôi, đó là chuyện của cậu. Nể tình tôi cung cấp thông tin cho anh. Anh hãy tha cho tôi và ba của tôi đi mà. Nếu như cầu xin có tác dụng, thì lúc đầu cậu đã không bắt Phương Như đưa ra lựa chọn rồi. Chọn đi. Ba à, ba muốn lấy mạng con sao? Con vẫn còn trẻ. Ba đã già rồi mà. Ba nhường cơ hội sống lại cho con được không? Ông già Lục Hùng Sinh này, ông định lấy mạng tôi thật sao? Con trai à, con đang nói gì vậy? Sao ba có thể để con đi thay ba được chứ? Con là con trai yêu quý của ba. Ba chắc chắn sẽ đi thay con rồi. Ba à, trước khi ba đi, ba muốn ôm con một cái, giống như khi con còn nhỏ vậy. Ba cứ yên tâm mà đi đi nhé.
Con hãy đi thay ba đi. Đến Tết Thanh Minh, ba sẽ đút thật nhiều giấy tiền cho con. Sao mày không trả lời ông? Dám dành sự sống với ông đây. Mạng của mày là do ông đây cho đấy. Mày đi thay ông đây chính là lẽ thường tình. Mày trả lời ông đi. Con trai, con tỉnh dậy đi. Con tỉnh dậy đi mà. Ba hối hận rồi. Ba hối hận rồi con ơi. Tôi được sống rồi. Ba ơi, ba tỉnh dậy đi. Hai kẻ này vừa đáng thương, vừa đáng hận. Gieo gió thì gặt bão. Thiếu chủ có lấy mạng bọn chúng nữa không? Cô phái người canh chừng cậu ta, đừng để cậu ta làm chuyện dại dột. Tôi muốn cậu ta sống trong ân hận cả đời này.